Một cái cuộn dây có chiều dài nè, nhớ đổi qua đơn vị là gì? Mét. Chút đổi. Tiếp tục, tiết diện S nè là 2 cm vuông, đổi qua mét vuông chia bao nhiêu? Y chang từ cm chia từ cm mà đổi qua mét chia bao nhiêu? Chia cho 100, bây giờ có bình lên là bao nhiêu? 10.000, được chưa? Hiểu không? Xin lỗi, 100 bình lên ra nhiêu? 10.000, đúng rồi. Tiếp tục, số vòng dây chính là N đó, bằng nhiêu? 100 vòng, 1.000 vòng. Độ tự cảm của ống dây nè, thấy không? Dở liền, độ tự cảm của ống dây sẽ bằng, đọc công thức. L. L, không L, cái này mà L gì? L mà. Độ tự cảm là L hả? L bằng L 4 pi nhân 10 mũ trừ 3 nhân N bằng nhân S chia L. Tính được không? Cái gì? 10 mũ trừ 7. Câu A xong. Tiếp tục xuất điện động. Xuất điện động đọc công thức. ETC bằng L nhân delta Y chia delta T. L có chưa? Ở trên đây nè. Thế vô. Delta Y là từ đâu? Từ 1 phớt 5 đến 0 trong khoảng thời gian bao nhiêu? Vậy L thế vô nè. Tự thế. Từ bao nhiêu? Delta Y là lấy y sao chữ trước đi, là 0 trừ 1 phớt 5 chia delta T là 0 phớt 0 5. Bấm máy tính được chưa?